Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Rùa đây. Mọi người có thể thấy mình đang cầm trên tay đó chính là cây Skyline, một cây Skyline nguyên thủy, cây Skyline GB anh em ơi. Thì cái clip này mình sẽ làm về sơ lược những cái cây vũ khí được nâng cấp lên từ Skyline. Nó vẫn là Skyline thôi nhưng mà phiên bản được sơn súng vô cùng bá đạo. À, thì đây là phiên bản nguyên thủy, phiên bản Classic. Anh em phải thấy bắn tạch 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 tạch. Cái cây này một thời đã làm điên đảo thế giới ảo của bao nhiêu anh em chưa được kích đời đầu. Cày lên trung sĩ, thôi ơi mua được cái này ấy, đẹp trai nhất phòng. Vào map kim tự tháp hay map tàu trả hàng, ui rồi ôi, không thể nào kể xiết được cái độ đẹp trai anh em ơi. Thêm cây Anaconda nó thì tuyệt vời nhá. Đấy. Vâng, sau bao nhiêu năm rồi, hơn cả thập kỷ rồi nhưng mà cái cây này bắn vẫn khá là ok nhá anh em. Không có gì gọi là không thể là không bắn được cả. Đấy, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Trời bạn ơi, bạn tưởng mình còn non như xưa. Rùa này đã già rồi nhá, rùa già dơ rồi nhá. Tâm rùa bất biến giữa dòng đời vạn biến. Ôi dồi ôi, dạng biến nhưng mà nhiều zombie non này thì hơi thèm nhá, hơi thèm nhá. Làm tí, làm tí, làm tí. Làm tí nhờ, ngon. Nếm được thêm cái trận chiến nữa, ôi dồi ôi. Bình tĩnh hai anh chị. Chuyện đâu còn có đó chứ. Thủ cái gì mà thủ, lên luôn đi, ngại gì nữa. Mấy cái thằng nghiện còn ngại này là không thể là cho nó đập vào mồm ngay. Trận chiến này mày nữa đâu. Vô đây. Ôi chạy à, thì ra có lội gian. Ô chế bom 3 kill tuyệt vời. Lên đây, lên đây. Trời ơi, làm sao mà chém được rùa, làm sao mà chém được rùa được. Nói chung cái Skyline này vào bắn zombie thì mình kích thêm mấy cây M451 nữa thì cũng lên được 42 viên anh em ạ. Thế là mặc định của nó chỉ có 30 viên thôi. Dòng Skyline bây giờ ra cả dòng Skyline lòng ngắn đấy anh em ạ. Cái dòng Skyline lòng ngắn bắn khá ok chứ. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm cái bộ mà kiểu anh em nhìn phát là nhìn ra được cái Skyline luôn. Ui dồi, chị là chị lên vua kinh thế. Nát rom nhanh như này. Ui dồi, hai con tá luôn à. Cái phòng này hơi nguy hiểm nhá. Cái Skyline này không biết có thể cân được mấy chị tá hay không. Áp sát bật thay đạn nhanh, đạn vô hạn lên thì có thể cầm cự được vài giây đấy. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, bạn ơi, chạy đi, sao bạn chạy, chạy ngang với mặt con chớp vậy? Ôi dồi ôi, con tá không bảo vệ anh. Anh đi rồi. Anh đi một sải. Chị tá, quay lại, đừng nhìn quay lại nhìn em. Ôi, tơ nữa. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Làm tí không anh tớ? Làm tí không anh tớ, kìa. Mày tớ nhảy nhảy khó chịu quá nhờ. Tớ này, ăn luôn thằng tớ, ngon. Hiểu không? Bạn ơi, mình đã đạp đạp vũ khí chính luôn, bạn đen lắm. Mình hấp phải cái hòm nhưng mà được cái hòm đạp đạp vũ khí chính anh em ạ. Rồi. Sao nắm tá thế? Bắn không lùi ạ, anh em phải thấy là bắn một pha không lùi ạ. Mấy con tá này bây giờ đang ở ma Lazada lắm. Vô đây, vô đây, vô đây. Chạy, đập ca, ê, 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 xin lỗi. Úi dồi, nguy hiểm thế, nguy hiểm thế, nguy hiểm thế, nguy hiểm, nguy hiểm quá anh em ơi. Nguy hiểm. Nguy hiểm này, nguy hiểm. Ê, vẫn chém được mình cái, đau ấy, đồ lợn này. Ok, địch bệnh đâu ra đấy. Anh ấy từ trên trời, phương nào anh rớt xuống, anh liếm mình cái được một ca. Còn một ca này, chém đi. Ê, 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 bị lừa, ê. Ê, bị lừa, cay lắm, ê. Ê, sao nó chưa quên. Cơ bản. Rồi, đến với màn thứ hai. Ây à, Soka Heavy anh em ơi. Cái cây súng là phải gọi là một thời anh em nào trong thấy cửa hàng thấy hai cây Skyline cùng cấp độ 2V mới có thể mua được. Với cái giá bán 54k GB thì phải. Anh em nào mà sai lầm mua được cái Skyline này thì chúc mừng bạn quay vào solo mất lượt nhá. Cái cây này nó củ bắp cực luôn đấy. Ôi ôi rồi ôi. Hiện tại cái cây này không biết có cây nào báu vật chưa nhưng mà mình biết cái cây này trong chế độ AI nó tặng free rất là nhiều. Và chả ai thèm bắn cả. Chửi kích đẻo của nó giờ sao nó bắn đam to thế nhỉ? Nói chung bắn đam cũng khá là to nhưng mới tội là nó giật lắm anh em ạ. Nó giật với anh em phải thấy cái đạn. Ui trời ơi, chậm chậm. Ui rồi ôi, nó kéo nó cứ phải lết lên lẹt. Ơ vậy ông liếm được cái ơi ơi. Chị tá, ôi giời chị tá thì mình quay lại. Quay lại thấy nguyên thằng team bí mật quỷ đang đợi chị đằng sau ấy.
Ok, cái gì đấy? Ô, cái gì đấy? Sao lại hai anh, một anh cấp cuối, một anh cấp 2 nhìn mình say đắm trong bồn tắm thế này? Bình tĩnh anh trai. Ui giời ơi, anh ấy máu trâu hết hồn. Cầm cái nét ra chọn vào mồm anh ấy phí quá. Đi nhớ, ám ca thì mình tin. Dạng lách đánh bóng cái gì, né đạn. Zombinon thì chấp nhận là Zombinon đi, còn né đạn nữa là sao ấy nhở? Chơi game chân thật tí đi chứ. Thăm minh chuẩn không trời? Kịp đấy. Ê, bắt kịp. À, bắt kịp, bắt kịp. Bắt kịp nha. Bắt kịp mà bắn nó không lùi anh em ạ. Cay thật. Đào đạn cái được không? Đâu mẹ Zombinon đâu đây? Ô, việc nhẹ lương cao, cuối trận liếm được hai mạng nữa. Tuyệt vời. Ok, ok. Em thấy con hàng gì đâu ạ? Wow, nhìn phát đoán được ngay. Anh em cùng cha khác bà nội với Skyline. Nhưng mà được cái lớp phủ lên mình một cái lớp sơn nó màu vàng. Ngày xưa cái lớp sơn màu vàng này người ta gọi là lớp sơn quý sợ tộc đấy anh em. Ngày xưa ông nào thử có ạc Skyline vàng, Anaconda vàng, rìu vàng coi. Xem có phải là đừng bệnh thế giới này người ta nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ không? Kiếp lắm, cũng kiếp lắm. Ngày xưa cái thời hoàng kim anh em, tất cả các cây súng đều sực sơn lên màu vàng. Mình nhớ cái Skyline này cũng là một trong những cây súng được anh em săn đón rất là khủng khiếp này. Tại vì đợt đó như cái cây này nâng cấp lên một phát nào nó lên được hẳn 40 viên luôn hay sao á. Quá là khủng khiếp. Với lại dòng Skyline thì anh em khỏi phải bàn, nó bắn nó táp nó khiếp lắm. Đấy anh em thấy không? Mình két hẳn được con thằng sáu lòng từ xa này anh em hiểu rồi. Ngày xưa không biết bao nhiêu ông đâu từng hiến máu vào cái Skyline vàng này. Mình đã thử hiến máu gọi là 5 bữa ăn sáng. Quay được hình như là 3 lần hay 4 lần gì đấy. Từ đó 200 câu coi một lần. Ôi ôi, mình thằng đánh phát lý lúc đây ạ. Đó đây để mình trận chiến. Anh TMB ơi. Anh TMB, anh ăn có thấy ngon không anh? Bình mệnh anh liếm vừa thôi. Anh chưa liếm quá, chỉ còn tá nhìn nó ghét. Ôi ôi ôi, mắt tôi. Nè đã có cái tính này ngon. Bình tĩnh thôi nha. Mày bay bay cái gì? Mày bay cái gì? Ui, hồi zombie hồi sinh ở đây à? Né rồi. Trời ơi, mình vừa nhìn thấy anh hero nhảy từ trên nắp xuống đúng không? Mày đi. Mày quá là tá không nhỉ? Thôi mày nghĩ lên. Ui, đống cái đông thế. Anh hero kia vẫn đang multi, ấy quá anh đang. Thế giới, cả thế giới đang nhìn anh ý. Ôi dồi, anh để lại một bầy zombie nhấp nháy cho mình một con này. Ôi trời, vui ngon. Nếm ngon quá anh em ơi. Đúng là không có gì mà kêu trò anh em ạ. Rồi, không có thời gian nhiều thì chúng ta tiếp tục với một cái em hàng mới. Hiện tại em này cũng vừa biết thôi anh em ơi. Skyline, Scope, Elite và một cây Skyline Fufukian. Thiếu một cái sai lần thôi anh em ơi, thiếu một cái sai lần thôi. Có cái sai lần là định mệnh cái cây này perfect. Không thiếu một cái gì hết. Thiến, úi dồi ôi. Cắt luôn của chị tá rồi. Uầy, cái súng mới có khác anh em ạ. Bắn nào ma Lazada đấy. Khoan đã nhảy hết đạn rồi vẫn liếm vòng cơ ạ. Là quá vi diệu. Đây thì anh em có thể nhìn lớp skin như Skyline vì có bầu vậy. Đây là một đêm mưa gió, Skyline và Skyline Heavy đã vào một đêm trăng thanh gió mát. Hai đứa trần truồng gặp nhau và thế sinh ra cái con lửa nặng nửa mỡ như thế này. Có cả scope và tay cầm. Ôi dồi ôi, thì ảo ma Lazada thế không biết. Có nhận cái dòng này bắn ngon phết. Ôi dồi ôi, hết hồn nhưng mà rất tiếc, bạn đi rồi nhá. Ngon thế. Toàn hàng dương đến tận mộ. Ôi dồi ôi, diễn viên này, diễn viên hạng A, diễn gì mà diễn. Xuống đây. Ui anh Tư ơi. Ui anh Tư yêu máu thế. Trời ơi, mình vừa làm một pha gì đây? Chết rồi, vừa bắn tiếp nhảy anh Tư rồi. Mấy cái đồ em cover mấy anh chơi. Uầy, mấy cái đồ căng thế. Mấy cái đồ chém hết rồi. Lưu hòa sắc thì hết cái đống này rồi anh em ơi. Sợ quá.
Cố lên. Đi chấp kìa, để mình cover. Hai thằng hero. Ôi dồi, vừa nói xong một thằng đi rồi. Cái hút hút gì đấy? Hít hít cái gì, hít cái gì. À, chọn khó mà chơi à, chọn khó à. Anh chưa chấp thích chọn cái khó cơ, cái dễ. Cái dễ chứ, thằng hero lên chém cái là xong rồi. Gặp thằng full rác full đạn. Ui giời, địch bọn cái thằng kia tính móc mình, anh hero chém luôn. Quá nguy hiểm. Rồi, không có thời gian nhiều thì mình sẽ làm luôn một cái kênh cuối cùng nha anh em. Vâng. Thì cái bộ này mình nghĩ sẽ không có VIP đâu, nhưng mà thôi, Skyline mới ra, không có Skyline VIP thì hơi khó. Đây chính là Skyline bạch hổ VIP nha anh em. Một cái súng có tay cầm Silent, nhưng mới tội là không có scope thôi. À có scope nha, nhưng mà không thể scope được. Scope được cho đẹp thôi. Đấy, ôi ôi, lên VIP cái khác bọt, khác bọt, khác bọt. Nạp đạn nhanh, bắn êm, móc súng ra nhanh, nói chung không thiếu một cái gì gọi là tính năng VIP cả. Có cả tính năng đập pháng trường phải, gặp thằng nào ghét ghét đập luôn. Không có nhiều. Ví dụ như cái thằng này nhìn lớ nga lớ ngớ đi giữa đường giữa chợ được thôi, nhưng mà cả tá thằng bắn nó rồi. Quá tội nghiệp thằng nhỏ. Hoặc là anh này chẳng hạn, thấy mình nhỏ nhắn xinh xắn tính đấm mình vào cái kết. Gặp anh Zuminon, ui rồi ngây thơ vô số tôi. Mình hút máu giữa ban ngày ban mặt ạ. Kẻ tá phê quá. Đi kiếm Zuminon cận chiến anh em. Mình nhảy giờ là chỉ đụng Zuminon thì mình đơm thôi. Rồi mình định GPS được tơ rồi đấy. Thằng tơ thì cần méo định GPS rồi. Nó có bị GPS ngay trên đầu, ngay từ đầu mà. Mình phải định vị mấy Zuminon anh em ơi. Ôi dồi, sao lại bắn nắp ca may quá. Quay hồi sinh nó lao thẳng ra mà mình đi đấy. Trời ơi, đi chỗ khác thì đúng rồi anh ơi, lựa em làm gì. À, chị cưng thi nhá, nhảy hơi cao và xa nhá. Sao chị lại không lao lên nhỉ, phát đấy chị nhảy dắt nhỉ. Ôi dồi, chị tá ơi, thằng kia nó bỏ chị, thằng kia nó bỏ chị. Yên tâm, em sẽ cho nó về với đội của chị. Mày bỏ, mê chim bỏ bạn này, mê chim bỏ bạn này, cái tật này, không được, không được. Ôi dồi, mít kìa. Quá là đen cho rùa. Mày này, úi xời. Còn cờ thời gian là đâm hết rồi anh em ơi. Phê quá. Ok, thì những cái súng Skyline phiên bản từ nâng cấp bình thường đến nâng cấp Maximum VIP của mình đến đây thôi nha. Anh em thấy thích cái nào nhất thì comment bên dưới nha. Thôi bye bye anh em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo. I want us to be what we used to be this night.